vận đúng nguồn âm dương mà tôi tạo tâm trí thành cầu đạo công bình thực dâng lên thiên lang trào và thực dâng lên lòng tin con bán thịnh chứa tiền kỳ hồ chung thương dung tiết ngày ngày lành tiệc bỏ thương dung cung thịnh tam ba tiên thành công đồng về chương đàn xuyên nhân thiên thiên cung thịnh tam mẫu đời nhân thiên thiên sắc phong chơi thắng xa loạn đổ về thôn quê phủ dày an thái thôn quê nghĩa hưng thiên bà nhà lý mẫu cài chân cốt cách thanh tân ni dùng cốt cách thanh tân mười năm định nhật đi hồn nhật đi sức tình cung thịnh đại mẫu đệ nhị địa tiên tích xưa sinh thành trong trời sông sông nhan sắc các thương mình dùng nhan sắc các thương giá danh đời một hoa vương mẹ đời chốn phong quang nghĩa đầu ngang phố mát nghĩa luyện một màu gió mát đã chẳng chẳng bắt cảnh danh danh nhìn đồ bắt cảnh danh 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 lầu thần hướng xanh thị thành ở khuôn mờ xa loạn ra hồi cung thánh mẫu đệ tăng cung thỉnh thỉnh mời thánh mẫu đệ tăng xích lân long lử mong ngự đền hỏi cung sớm kết loan phòng kính xuyên đi sớm kết loan phòng thảo mai tiểu thuyết ba đem lòng gieo xét ngay gian kính xuyên tràng xét ngay gian vàng buổi lối đi lầm lầm than khôn bì lô nhang sai nhiệt và xây mông mân chư Phật hài hội tất sóng văn tỳ sư kết tương văn thanh nghị phương mân chư Phật điện toàn thân nam mô vân cai bồ tát ma tát nam mô vân cai bồ tát ma tát nam mô vân cai bồ tát ma tát loạn trong xa hồi cung trần chiều có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cũng là chân sinh nó phạm nam thanh ngô kinh thành ra hồi cung đời trần thi mở mang nam hải đức ông đệ tam người dòng dõi kim chi thành ra hồi cung hoa hải đường hoàng thiên vương cô đệ đệ nhất đức mạc hưng người là đất trầm trầm oanh oanh xa hồi cung tên gọi đại hoàng dung của đôi có tên gọi đại hoàng thông minh chính trực đảm đang việc đời thành ra hồi cung
ta mơ chân xa mai cửa về ta mơ chiếc thoi cô bên lưng đỡ ngoài bể đông thanh xa hồi phục đồ bên sang kia chiếc trái ngay đồ bên sang kia chiếc thoi cậu bên cậu treo về đền bộ đây thanh xa hồi phục chín lan duyên ma tích bằng cung dạng kim phụng hoàng lần thần thánh chúa tiên trung càng tăng gian từ mi lần vân chúng sinh của hạ kim kinh lệ khai quang chiếu đàn duyên văn sớ dâng lên thương lại văn sớ dâng lên quan về tối đông chết trên biên rõ ràng vì cho hai chữ trường sinh.
hai chính trường sinh về cho hai chú trường sinh nhân chữ phú chữ quý hát linh thọ trường mình cho giúp bạch đôi đường trong bách thần
đồ có nghĩ nhường mà